Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu sử nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt. Tiến Đạt có tên khai sinh là Nguyễn Tiến Đạt, sinh vào ngày 13 tháng 9 năm 1953 tại Hà Nội, là một nam diễn viên người Việt Nam. Ông được khán giả biết đến qua các bộ phim Chạy án, Tuổi thanh xuân 2, Đứng trước một công trình, Mắc cạn, Đối thủ kỳ phùng, Cô gái nhà người ta, Thương ngày nắng về. Ông từng công tác tại nhà hát kịch Hà Nội. Ông được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vào năm 2015. Cuộc đời thật sau những vai đều đến phát sợ của nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt. Mặc dù là một nghệ sĩ kỳ cựu của sân khấu nhà hát kịch Hà Nội, nhưng nghệ sĩ Tiến Đạt vẫn tham gia khá nhiều phim ảnh thường xuyên. Ông không chỉ đóng phim truyền hình mà còn tham gia cả hài Tết. Những vai ông được giao đa phần là vai phản diện với tính cách đặc trưng là đều giả, mưu mô, nhan hiểm và xảo trá. Trong cuộc đời nghệ thuật của mình, vai tốt tôi đảm nhận chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn toàn được giao những vai phản diện. Vai đều đến nỗi đã trở thành sở trường, thành thương hiệu, nhưng tôi đều đa dạng, đều đặc sắc. Tôi không lo ngại hay nghĩ đến sự nhàm chán vì luôn nhắc bản thân phải thích vai diễn, thích phim của mình trước đã. Sản phẩm nghệ thuật là món ăn mà bản thân mình không mê thì sao khiến cho người thưởng thức mê được. Và bằng chứng là cho đến giờ thì khán giả ghét đến phát sợ nhưng vẫn thích sự đều giả trên màn ảnh của tôi, nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt tâm sự. Trong bộ phim Cô gái nhà người ta phát trên VTV3 thì nam nghệ sĩ đã đảm nhiệm vai ông Tài, một nhân vật giàu có và có uy thế của làng Yên. Ông có một xưởng dệt nhưng sa thải sai quy định dẫn đến ô nhiễm nguồn nước khiến cho nhiều người trong làng mắc bệnh ung thư. Ông cũng là người đã bày ra đủ trò ma quỷ để nhiều hộ dân trong làng bán với giá rẻ như cho, hòng mở rộng quy mô sản xuất của xưởng dệt. Nhân vật này chính là đầu mối khiến cho người dân làng Yên phiền lòng hết chuyện này đến chuyện khác. Nam nghệ sĩ chia sẻ, mấy chục năm trong nghề, ông đã để lại được những dấu ấn nhất định nên đôi khi cũng phải tiết chế lại, không phải lúc nào cũng trừng mặt lên truyền hình khiến cho khán giả phát chán. Tôi quan niệm, nghệ thuật không quan trọng số nhiều, có điều kiện thời gian chăm chút cho kịch bản, vai diễn thì chắc chắn kết quả sẽ hơn kiểu nhận phim màu ảo. Thú thật là thời gian qua, tôi cũng được khá nhiều lời mời, nhưng đóng phim truyền hình thì tốn khá nhiều thời gian mà cứ ra khỏi Hà Nội để đi quay, tôi lại không đáp ứng được vì còn vướng kinh doanh nên tôi đành từ chối. Khi mà đạo diễn Trịnh Lê Phong đưa kịch bản mời tôi tham gia Cô gái nhà người ta, có nói rất rõ phim về đề tài nông thôn nên sẽ phải đi xa, tất nhiên không quá xa Hà Nội. Lúc đó, tôi cũng có chút lấn cấn nhưng vẫn nhận kịch bản. Chưa đánh giá về vai diễn của mình thì công bằng mà nói tôi rất cảm tình với câu chuyện nông thôn ngày nay đang dần lột xác hội nhập. Rất nhiều vấn đề, đặc biệt vấn đề của các bạn trẻ nên tôi quyết định nhận lời. Tôi đã tính toán rất kỹ để làm sao thể hiện được nhân vật ông Tài đúng với bản chất của một đại gia nhưng phải là đại gia làng, nửa nông thôn, nửa thành thị. Từ cách nói năng, đi đứng đến trang phục sao cho hợp nhất, nghệ sĩ Tiến Đạt chia sẻ thêm. Tự nhận mình có tới 3 người vợ. Nam nghệ sĩ cho rằng, nhân vật ông Tài có điểm tương đồng lớn nhất với ông đó là ở ngoài đời thực, ông cũng làm chủ của một cửa tiệm may lớn. Từ bé, ông đã làm quen với cây kéo, cây thước, cuộn vải, nên những cảnh quay trong xưởng vải, ông không cần diễn mà vẫn diễn ra nét chân thực. Thực tế trên phim, ông Tài là người giàu có thì ngoài đời nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt cũng có cuộc sống phong lưu. Bố ông là nghệ sĩ Tiến Thành, chủ một tiệm may nổi tiếng ở Hà Thành từ thập niên 40-50. Từ bé, bố của ông đã muốn con trai nối nghiệp truyền thống của gia đình, nhưng nam nghệ sĩ vẫn chạy theo giấc mơ nghệ thuật. Sau này, vì đời sống nghệ sĩ quá khó khăn nên ông đã quay lại với nghề may. Quay lại với nghề may nhưng ông không từ bỏ nghệ thuật mà duy trì song song. Chính nghề may đã giúp cho cả gia đình ông có một cuộc sống đầy đủ và an yên đến với nghệ thuật mà không bị đè nặng bởi cơm áo gạo tiền. Tôi hay nói đùa rằng, gương mặt mình là thứ câu khách hiệu quả nhất. Có rất nhiều vị khách đến cửa hàng không phải vì chuyện quần áo mà ngưỡng mộ vai diễn của tôi. Họ cầm đến một mảnh vải như một cái cớ để được gặp, trò chuyện, chụp ảnh cùng với diễn viên khiến cho tôi thấy tự hào về nghề nghiệp,
nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt tự nhận mình có 3 người vợ. Vợ cả của ông chính là cô lớp trưởng lớp diễn viên sân khấu Việt Nam khóa 6871, là bạn học lại là đồng nghiệp với nhau nên mối lương duyên giữa nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt và nghệ sĩ Hồng Loan khá bền chặt, ấm êm. Vợ hai là nghề may gia truyền thống hàng ngày đang nuôi sống gia đình ông, và vợ ba là nghề âm thanh mà ông đang theo đuổi. Ở tuổi sắp xỉ 70, nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt cảm thấy mãn nguyện và hài lòng với những gì mình đang có. Ngoài công việc hàng ngày, ông còn dành nhiều thời gian để rèn luyện sức khỏe với môn đạp xe đạp. Vợ chồng ông có một con trai duy nhất, lập gia đình và sinh được 2 cô con gái. Hiện gia đình con trai của nam nghệ sĩ định cư ở nước ngoài. Tôi nghiệm thấy cuộc đời diễn viên của mình rất bằng phẳng và chưa hề có vấp váp. Sau ánh đèn sân khấu thì người diễn viên trở lại về với đời thường với những niềm vui nỗi buồn. Nhưng tôi là người biết kiểm soát cảm xúc và chưa từng bị rơi vào trạng thái không trọng lượng, nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt bộc bạch thêm. Một số bộ phim mà nghệ sĩ Tiến Đạt đã tham gia: Sống Hồng Gieo, Sông Hồng Gieo, Con Sẽ Là Cô Chủ, Màn Kịch Vụng Về, Tình Nghĩa Vợ Chồng, Đón Khách, Chuyện Ngoài Sân Cỏ, Vui Buồn Sau Lũy Tre, Công Ty Co Giãn Mênh Mông, Người Nổi Tiếng, Nước Mắt Chảy Xuôi, Con Nhện Xanh, Biệt Khát, Côn Cỏ Trắng, Mật Đắng, May Ơi Là May, Tia Nắng Mong Manh, Gió Mùa Thổi Mãi, Chạy Án, Chạy Án Phần 2, Trái Tim Đầu Thai, Phá Vỡ Im Lặng, Nhà Có Nhiều Cửa Sổ Phần 2, Thời Khắc May Mắn, Giao Thừa Đón Lộc Vàng, Cuồng Phong, Hà Nội Một Thời, Tháng Cụ Mật, Xin Thề Anh Nói Thật, Tết Siêu Tiết Kiệm, Ông Tư 2 Phẩy, Siêu Thị Tình Yêu, Heo May Về Qua Phố, Sóng Ngầm, Những Cánh Hoa Trước Gió, Đối Thủ Kỳ Phùng, Tuổi Thanh Xuân Phần 2, Giao Mùa, Những Nhân Viên Gương Mẫu, Cô Gái Nhà Người Ta, Thương Ngày Nắng Về. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.